Xin chào mọi người, thì hôm nay bên mình có về một em Carnival 2022, một mẫu xe 3.5 Signature bản cao cấp nhất. Em này lăn bánh lên có phải hơn 2 tỷ. Đây, thùng số lốp của em nó đây, 23555R19, bộ mâm phay xước đen trắng rất là đẹp nha. Đây, đát là tuần 18/2022. Các anh kỹ thuật viên tiến hành gỡ cái tép bi cửa phía bên tài và bên phụ để độ cửa hít. Sau khi hì hục lay hoay thì cuối cùng các anh kỹ thuật viên đã gỡ được cái tab bi cửa, và bên trong chúng ta thấy một cái lớp bông cách âm, cũng có một cái lớp nhựa đen để hạn chế tiếng ồn và cũng có cái phần ron. Những cái chi tiết này thường thường thấy trên những cái dòng xe châu Âu, và tách cái lớp dây điện ra, các giắc và tiến hành đưa cái cục kéo phụ cửa lóc, và cái motor cửa cũng được sử dụng những cái chân cao su được hít vào tôn để giảm thiểu tiếng ồn, và kỹ hơn nữa là bọc một cái miếng keo cách âm lên. Và sau khi độ cửa hít xong thì tiến hành lắp lại các vị trí như ban đầu, các giắc điện, các chỗ tháo ra cần phải gắn lại, không thôi xe sẽ báo lỗi. Và những ai đã từng đi ô tô hoặc là lái ô tô đều cảm thấy rất là khó chịu khi mà tiếng đóng cửa dập vào tai mình. Và việc độ cửa hít sẽ giúp cho những người ngồi bên trong xe không cảm thấy khó chịu khi mà tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, êm ái. Và đây là thành quả của Benton Auto Center, một chiếc xe sang trọng luôn luôn đi cùng với sự êm ái và dịu dàng trên mẫu Kia Carnival này.